Ok, xin chào các bạn học sinh lớp 11. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series từ trường lớp 11. Vẫn là những cái dạng toán liên quan đến vectơ cảm ứng từ B thôi. Mình tới dạng 3 là từ trường trên trục của ống dây hình trụ mang dòng điện. Thì mình xin hướng dẫn các bạn vẽ cái ống dây mang dòng điện ha. Thì mình có thể bắt đầu với lại cái việc là mình vẽ hai cái đường sinh của cái hình trụ, vẽ đứt S thôi. Đây là nét đậm, xong rồi tới nét lợ, xong tới nét đậm, xong tới nét lợ, xong tới nét đậm, xong tới nét lợ, cứ như vậy để mình biết được cái dây quấn nào nằm ở mặt ngoài của cái nằm ở mặt bên đây của hình trụ, và cái đoạn dây nào nằm ở đằng sau. Đằng sau có nghĩa là rất nét, còn gần là đậm hơn các bạn. Và cái này dễ dài xuống, ví dụ vậy, cái này dễ dài xuống đây, và cái này là đứt nét xuống đây chưa các bạn. Thì nếu mà cái dòng điện á, nó đi lên từ phía này á, thì tí nữa nó sẽ trên này nó sẽ đi xuống. Có nghĩa là nếu mà đi theo phía đứt nét á, đi vào bên phía đứt nét á, thì bên phía đậm nét sẽ là đi xuống, còn đi vào mà phía đậm nét á, thì ngược lại. Và mình ở đây ở chương trình lớp 11 này thì mình sẽ chỉ khảo sát cái từ trường trên cái trục, có nghĩa là trên cái trục của cái ống dây, cái trục của một cái hình trụ là nó nằm ở đây. Mình chỉ khảo sát cái từ trường trên trục này thôi. Thì ống dây hay là từ trường trong ống dây thì các bạn đã học ở trong chương trình vật lý lớp 9 ha các bạn. Thì các bạn biết là các đường sức từ nó nằm, nó là những cái đường mà nó như là một cái 500 nha các bạn. Thì được xác định bằng quy tắc nắm tay phải luôn các bạn. Thì tí nữa mình sẽ chú ý với các bạn, sẽ nhắc lại cho các bạn cái quy tắc nắm tay phải. Thì cái vector cảm ứng từ B á, vector cảm ứng từ B trên trục của ống dây hình trụ phải mang dòng điện các bạn. Dây hình trụ mang dòng điện, thì một vectơ thì mình quan tâm, một vectơ vật lý mình quan tâm tới bốn thứ gọi là vectơ cảm ứng từ B nè. Đầu tiên là điểm đặt, tại một điểm bất kỳ nằm trên trục của hình trụ. Theo gần đúng là gì các bạn? Các bạn lấy một điểm nằm trên trục của hình trụ thì nó sẽ có những cái thông tin khảo sát giống như là trong cái bài này. Đó, điểm đặt, phương với chiều, phương và chiều là quy tắc nắm tay phải. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quy tắc nắm tay phải của dòng từ trường của cái vectơ cảm ứng từ trên trục của ống dây mang dòng điện nha các bạn. Thì quy tắc nắm tay phải
Chỉ là quy tắc nắm tay phải thôi. Ở quy tắc nắm tay phải của này á, thì ngón ngón cái của mình á, nó giống như vòng điện tròn nha các bạn. Ngón cái của mình sẽ là B, cái của mình sẽ là vector B, ngón thứ sẽ là chiều của y, y chang là dòng điện tròn hả bạn. Đây đây là chỉ cái chiều dòng điện, rồi ngón cái chảy ra chỉ chiều của vector B các bạn. Thì mình xét một số ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên á, là nó kêu mình xác định vector cảm ứng từ tại cái điểm này trên trục của dây và ở giữa. Nó cho cái dòng điện đi vô là Y nữa các bạn. Thì dòng điện đi vô là Y, nhưng mà đi vô bên khuyết thì bên này nó phải là dòng điện đi xuống các bạn. Đi xuống nè, đi xuống nè, đi xuống nè, đi xuống nè, đi xuống, đi xuống, đi xuống và đi ra đây. Rồi các bạn dùng quy tắc nắm tay phải. Nắm tay phải là sẽ chỉ chiều dòng điện mà nó mình nhìn thấy nha, không phải chỉ chiều cái dòng ẩn đằng sau, chỉ chiều dòng mình nhìn thấy. Đây. Đây là những cái y hướng xuống đó các bạn. Vậy thì vector B sẽ có chiều hướng của mình đây. Dễ chiều vector B. Rồi, vector B. Đây là điểm đặt các bạn. Mình thích điểm đặt chỗ nào thì xét chỗ đó thôi. Rồi, mình sẽ đi đến cái ví dụ số 2. Ok. Thì cũng là cái điểm đó, nhưng mà lúc bây giờ thì cái hình nó vẽ nó hơi ngược ở bên kia chút. Các bạn quan sát thấy là cái nét ẩn nó cong về bên này, cái nét thấy nó cong về bên này, cong về bên này, nét ẩn cong về bên kia. Và dòng điện đi ra bên này. Dòng điện đi ra ở bên ẩn nghĩa là các bên dòng điện ra bên ẩn có nghĩa là cái bên lộ á, cái bên mình thấy á, là dòng điện sẽ đi lên. Chưa vậy. Các bạn sẽ xác định chiều của dòng điện. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Và cái này là đi lên. Chưa các bạn. Sau đó các bạn dùng quy tắc nắm tay phải. Chiều dòng điện hướng lên, chiều dòng điện lộ nó hướng lên. Vậy thì ngón cái sẽ chỉ chiều của ngón cái là chỉ chiều của vector cảm ứng từ B. Từ B. Sang cái ví dụ tiếp theo. Đây. Cái hình như vậy thì mình khai thác được những thông tin như thế nào? Biết cái này là cái kim 500 đó bạn. Kim 500 khi mà nó ổn định thì nó nằm vậy. À, thì cái kim 500 mà cái vẽ phần bên đậm á là hướng bắc các bạn. Nó tương đương với cái 500 mà vẽ màu là vẽ vậy nè. Kim 500 vẽ màu thì nó sẽ vẽ vậy. Bên này là bên đỏ. Tương với N nghĩa là no phía bắc. Rồi cái cực còn lại là nó sẽ vẽ màu xanh các bạn. Và nếu mà vẽ trắng đen á thì các bạn sẽ vẽ nó màu trắng. Đây là S, đây là South phía nam. Ở nếu mà nó nằm vậy thì sao? Thì các bạn làm như sau. Nếu mà bên đây là phía bắc thì các bạn đã biết rồi, nếu mà cực này cực bắc mà nó quay về phía này, nghĩa là bên phía này phải là phía hút của phía bắc. Hút của phía bắc là phía ngược lại là phía nam. Đây, ống dây đó, nó như một cái 500. Trên là south, dưới là north ở phía bắc. South với lại cái north ở trên nè. Nó sẽ hút nhau. Còn south trên nằm đây. Dưới các bạn. Đó. Sau đó thì mình sẽ xác định được cái chiều của từ trường. À, chiều của từ trường sẽ quy theo trong lỏng dây, sẽ tuân theo cái quy tắc giống như trong 500 là vào nam ra bắc, vào nam ra bắc, nghĩa là từ trường nó sẽ đi theo vậy. Từ trường nó sẽ đi ra theo phía này. Và các bạn nhớ là hồi lớp 9 mình học đó, thì từ trường ở xung quanh nó sẽ đi theo những cái đường gì giống vậy đó, đi và đi vô theo hướng này.
đi vô theo hướng này, vào nam ra bắc, mình nhầm hả bạn, vào nam ra bắc. Sao là phía nam nha bạn, vào nam ra bắc nó vậy. Mà khi từ trường nó đi vậy á thì vector cảm ứng từ phải hướng vậy chưa, nghĩa là cái tay mình phải để vậy, có nghĩa là dòng điện nó hướng từ trái từ phải sang trái, bạn sẽ có được chiều của dòng điện là hướng từ phải sang trái, từ phải sang trái, hướng từ phải sang trái, hướng từ phải sang trái đó, từ phải sang trái, từ phải sang trái chưa bạn. Nếu mà dòng điện hướng đây thì dòng điện nó sẽ hướng theo chiều này chưa, và các bạn đã biết là dòng điện nó sẽ chạy từ cực dương sang cực âm chiều của dòng điện đó bạn, nghĩa là cái này nó sẽ là một cái đoạn ngắn thôi chưa, hai cực của một dòng điện một chiều đó. Thì các bạn sẽ xác lập được những thông tin như vậy khi mà có được cái khi mà cái dùng 500 kim 500 thử như vậy ha các cái độ lớn. Thì các bạn lưu ý một điều là cái độ lớn này á, nếu mà muốn nó chính xác á, là nó chỉ dùng cho một cái điểm nằm trên trục. Đầu tiên là nó nằm trên trục của ống dây và nằm ở đoạn giữa giữa, đoạn giữa giữa của cái ống dây đó. Chứ nằm ở hai đầu thì cái biểu thức này nó càng ngày càng không chính xác. Các bạn hiểu không ạ? Thí dụ nha, mình lấy cái điểm màu xanh lá cây thì cái điểm nó nằm càng giữa thì cái độ lớn nó sẽ tuân theo cái công thức mà mình sắp ghi ra ở đây hơn là nó nằm ở hai cái đầu của cái ống dây, có nghĩa càng ở giữa thì nó càng chính xác. Với lại cái công thức ha, các bạn lưu ý chuyện đó, thì độ lớn là B nó sẽ bằng, các bạn nhớ cái công thức này là nó khác hẳn so với hai công thức kia, thay vì là hai chỉ này là 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 chơi các bạn, n xong rồi nhân cho y, tại vì có n cái vòng, n là số vòng quấn quanh cái cuộn đó ha, và dưới đây là chia cho chiều dài của ống dây l, và cái n chia l nó còn đặt là mật độ dài, mật độ vòng dài của cái ống dây, nghĩa là số vòng trên một đơn vị chiều dài của ống dây. À, nếu mà ống dây càng khít á, thì mình giải thích cái lượng n chút nha, nếu mà ống dây nó khít á thì n nó lớn, n nó rất là lớn. Còn nếu mà cái ống dây mà nó gọi là nó thưa đó thì cái n nó bé. Các bạn hiểu không ạ? Nếu mà ống dây khít có nghĩa là số vòng trên một đơn vị chiều dài của nó rất là lớn ha, và ngược lại. Rồi, bây giờ mình tới cái phương pháp. Cái phương pháp giải. Phương pháp giải. Pháp giải. Thì cái phương pháp giải vẫn tuân theo các bước đó thôi bạn. Bước 1 là mình đọc đề bài tóm tắt. Thì trong bước tóm tắt đó mình phải ký hiệu hóa ha, ký hiệu hóa các số liệu trong bài. Xong rồi cái mình đổi đơn vị, đổi sang đơn vị chuẩn để mình dễ làm chưa bạn. Xong bước 2 là mình coi là cái đại lượng á, đề bài yêu cầu á, thì ở đây có thể là
Cái đại lượng đề bài yêu cầu thì ở đây có thể là B nè, đề bài có thể yêu cầu tính B nè, hoặc là tính gì, tính Y, hoặc là tính N, hoặc là tính L, chưa các bạn, hoặc là tính N nhỏ đó, có liên hệ gì với các đại lượng còn lại, với các đại lượng còn lại. Thì ví dụ ha, B á, thì nó bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 n l i bằng 4 pi nhân hoa mình nè, còn đây là n nè, thì suy ra n nó có thể là bằng b l chia cho 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 y chẳng hạn ha. Thì các bạn l nó có thể bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 n y chia b và tính cả y đó, các bạn có thể tính vân vân và vân vân bằng cái biến đổi toán học thôi các bạn. B nhân L chia cho 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 N à, vân vân. Thì bước 3 thì các bạn thay số thôi. Bước 3 thì thay số thôi. Cái lưu ý của mình ở đây là các bạn phải phải biết được cái L là chiều dài của dây, và nó không liên, và cái công thức cảm ứng từ của cái ống dây này nó không liên quan đến cái bán kính của cái ống dây. À, nó cái công thức nó không liên quan tới bán kính của ống dây. À, và các bạn phải phân biệt được là không phải ống dây là n cái vòng dây tròn. Nếu mà tính theo công thức của n vòng dây tròn là các bạn sai các bạn. À, nó công thức nó không phải là một cái ống dây n vòng không tương đương với n vòng dây tròn. À, rồi thì cái video về tóm tắt lý thuyết, cơ sở lý thuyết của cái phần dạng 3 này của mình đến đây là hết. À, các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, nếu mà các bạn thấy hay hãy subscribe kênh của mình để đón xem những video tiếp theo. À, chào các bạn.